Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 945 ngày 11 tháng 8, thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghị quyết số 101 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại nghị quyết số 101 của Quốc hội, phối hợp công tác với tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ công tác phải kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 để kịp thời xin ý kiến Quốc hội những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Bên cạnh đó, tổ công tác nghiên cứu đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có liên quan để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.